nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu vàng lạy Chúa xin du thương ban xuống niềm tin ấm u cho tâm hồn lạy Chúa xin thương con theo lương từ bi Chúa Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu vang lạy Chúa xin du thương ban xuống niềm tin ấm u cho tâm bên thiên nhang con phạm tội nhớ nhầm Chúa luôn công chính từ nhân khi người tuyên án nhân loại Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu vang lạy Chúa xin du ban xuống niềm tin ấm u cho tâm xin tiến dâng
đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng khấn đèn dâng lên nhớ về tổ tiên chân thành ghi ơn tình thâm lâu bền. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thảo hiếu trọn đời. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Đại dịch đã có phần
giảm bớt, để mọi công việc đi vào ổn định trong cuộc sống bình thường, thì giáo họ Phúc Đức chúng con lại nhận được tin đau buồn cụ Trần Du Xe, người con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất thân yêu, nay đã xa quê 68 năm, nay đã yên nghỉ trong Chúa vào chiều thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021, hưởng thọ 103 tuổi. Đức tin dạy cho chúng con Thiên Chúa đã an bài mọi sự hữu sinh hữu tử, nhưng giáo họ chúng con cảm thấy quá buồn thật, nhớ thương. 68 năm là một quãng thời gian quá dài của một đời người. Năm 1953, lúc ra đi, cụ chỉ có một túi xách tay, ra đi mà không có ngày trở lại. Năm 1975, giải phóng miền Nam, cụ Tránh đưa cả gia đình sang định cư tại Hoa Kỳ, nhưng tưởng không bao giờ trở về quê hương cha đất tổ. Nhưng ơn Chúa phù hộ, thời thế đổi thay, cụ thường xuyên tìm cách, mọi cách liên lạc với quê hương qua thư từ. Cụ đã có thể hiểu biết về hình dáng quê hương, nhận thấy ngôi thánh đường nhỏ bé của cụ cố Vi Sơn xây dựng năm 1940 đã xuống cấp chật chội. Cụ đã gửi về người chị bạn sửa mái dột và ghế nhà thờ. Đến năm 1990, giáo họ giáo dân ngày một đông thêm, nhà thờ xuống cấp nghiêm trọng chật hẹp, không đủ chỗ cho giáo dân làm việc thờ phượng. Nối tiếp truyền thống của gia tiên, gia đình và quan cháu cụ và đã đi quyên góp những người thân quen, những người con Phúc Đức xa quê đã gửi về số tiền là 5.400 USD và 334 chỉ vàng, cùng giáo dân làm lại ngôi thánh đường mới rộng rãi cao ráo vào năm 1992-1993, đã làm công trình hướng về kinh tế xã hội hồi đó. Trong thời kỳ bao cấp, kinh tế của giáo dân quá khó khăn. Khi thánh đường đã hoàn thành, hai cụ và gia đình đã về thăm ngài quê hương đất mẹ trong niềm vui và cũng đầy xúc động nghẹn ngào. Hai cụ đã đi biếu quà, thăm hỏi từng nhà, nhìn cảnh nhiều gia đình khó khăn, thiếu thốn đủ bề, đập lòng chắc bạn. Khi về bên Hoa Kỳ năm 1995, cụ cùng một số quý vị ân nhân quyên góp và gửi về số tiền mua 25 tấn thóc chia cho giáo xứ Sư Dục, giáo họ Hưng Nhân, giáo họ Triệu Phúc, giáo họ An Lộc, giáo xứ Triệu Thông, giáo họ Phung Đức, mục đích giao cho hội dòng ba làm quỹ từ thiện và 1.000 USD cho hội hữu binh toàn xứ làm quỹ. Hai cụ tuổi cao, sức đã yếu, lại sống xa quê, nhưng lúc nào nghĩ về cội nguồn đã có thánh đường nhưng chưa có tháp chuông. Hai cụ ngài động viên con cháu và đi quyên góp quý ân nhân có lòng hảo tâm gửi về xây tháp chuông 61.000 USD và làm tòa vàng, tòa chính và thượng quan thầy là 50 triệu đồng Việt Nam đồng, và giúp đỡ các người quá cố từ năm 1999 đến 2009, mỗi người qua đời một sự quà là 500 đến 600.000 đồng. Năm 2010, cụ
ngôi thánh đường tái thiết lần hai vì kèo vạch sắt mái nở ngói bị đổ rô qua thời gian gió bão bị han gì ngói vỡ dột mưa toàn thể giáo dân bàn đồng lòng tái thiết ngôi thánh đường dựa theo thiết kế tháp chuông đã có cho chắc chắn uy nga thoáng mát xứng đáng nơi tôn nghiêm thờ phượng Thiên Chúa. Tổng di sản của gia đình hai cụ cùng các quý vị ân nhân ở bên Mỹ đã gửi về cho giáo họ chúng con từ năm 1982 cho đến năm 2021 sửa chữa nhà thờ cụ cố Vinh Sơn xây tái thiết thánh đường lần hai xây tháp chuông nhà thờ mới hôm nay. Tổng số vàng là 344 chỉ, tiền USD là 67.300 USD, nằm vào vàng cộng tượng quan tài là 50 triệu đồng Việt Nam đồng. Làm quỹ từ thiện liên hoan cho giáo dân, liên hoan và trao quà cho giáo dân và khánh thành tháp chuông là 3.200 USD. Quỹ nghĩa binh toàn sứ dòng ba giáo sứ Sơn Dục, giáo sứ Triệu Thâm, giáo họ Hưng Nhân, giáo họ Triệu Phúc, giáo họ Phương Đức tổng là 5.500 USD. Thăm viếng người quá cố ở giáo họ từ năm 99 đến 2009 mỗi lượt là 500-600.000 đồng trên một người. Hương hoa lễ quan tài hàng năm từ năm 1998 đến 2021 là 4.200 USD. Trong số tiền người xây dựng công trình còn chuyển sang công trình nhà thờ mới đang hoàn thiện đây là 195 triệu đồng tiền Việt Nam đồng và gia đình cụ Tránh là 20.000 USD. Năm 2010 khi con cháu về tu sửa này phần mộ gia tiên với nguyện vọng của cụ Tránh 2019 sẽ cố gắng về thăm mộ gia tiên và mừng lễ cắt băng khánh thành thánh đường mới đây, nhưng vì bệnh dịch hoạn nạn chưa được phép cắt băng nên cụ không thực hiện được ước nguyện thì Chúa đã gọi về với Chúa. Kính thưa cha xứ, kính thưa quý thầy, quý sĩ, quý cộng đoàn, với số tài sản thật lớn lao trên đây giúp cho quê hương là quý giá, nhưng trên hết là nghĩa cử cao đẹp của cụ, là tấm gương sáng, là động lực thúc đẩy cho tất cả mọi người giáo dân trong giáo họ xa gần nói theo. Chính vì tấm gương đó nên giáo họ Phụng Đức mới có được công trình và khuôn viên rộng rãi thật bất khang trang như ngày hôm nay. Nay cụ Tránh Giuse đã đi về cõi vĩnh hằng, toàn thể giáo họ chúng con cảm tạ Chúa, thánh gia quan thầy cúi xin Chúa trả công bội hồng cho hai cụ và gia đình con cháu cụ bằng an mạnh khỏe, luôn sống đẹp lòng Chúa. Để tỏ lòng tri ân và biết ơn cụ Tránh Giuse, con xin trân trọng kính mời cha Tránh Xứ Giuse lên dâng hương trầm kính viếng linh hồn cụ.
Con xin kính mời quý ban hành giáo giáo họ Triệu Phúc lên dâng hương trầm kính viếng. Thank you.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa toàn thể phụng hộ, chúng ta đã cùng nhau dâng lên ông chính Giuse những nén hương đỏ, và giờ đây chúng ta cùng nhau hiến dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho ông chính Giuse là vị đại ân nhân của giáo họ Phúc Đức nói riêng và là ân nhân của giáo xứ chúng ta nói chung. Thì thế, trước khi bước vào thánh lễ này, một lần nữa cha xứ cũng như toàn thể quý chức, quý bà anh chị em và toàn giáo xứ nói chung và giáo họ Phúc Đức nói riêng xin được thành kính phân ưu chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể tăng quyến con cháu chắc của ông chánh Giuse. Trước sự ra đi của ông chánh Giuse chắc chắn để lại cho gia đình tăng quyến nỗi buồn đau thương tiếc và để lại cho cộng đoàn giáo xứ giáo họ quê hương điểm thương nhớ. Nhưng hiếu sinh thì hiếu tử, đó là quy luật tự nhiên, ai trong chúng ta rồi cũng phải ra đi, ai trong chúng ta rồi cũng phải tự giã cuộc đời để trở về với cội nguồn là chính Thiên Chúa. Vì thế trong niềm biết ơn sâu sắc xin được chia buồn cùng với tăng quyến và cùng với tăng quyến con cái cháu chắc của cụ Giuse, dâng lời cầu nguyện xin Chúa tha thứ tất cả những lỗi lầm thiếu sót nếu như ông Giuse còn vướng mắc và vì những hy sinh sự quảng đại của cụ Giuse khi còn sống đối với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với giáo họ Phương Đức đây, xin Chúa mở rộng bàn tay nhân từ và ân thưởng hạnh phúc nước trời cho linh hồn Giuse. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận của lối chúng ta để sức cách khởi bỏ nhiệm mình. Lạy Chúa Giêsu do chúng con. Tôi là Gioan,
tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân hương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cùng ngự với họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn đau khóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai thánh: này đây ta đổi mới mọi sự, chính ta sẽ ban cho ai khác được uống nơi nước nguồn trường sinh mà không phải trả tiền, ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của Người ấy, và Người ấy sẽ là con của ta. Đó là lời Chúa. Chúa cha tôi, tôi chào Ngài.
tất cả những người Chúa cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, lời khen Chúa. Kính thưa các bạn phụ huynh, hôm nay chúng ta cùng với công đoàn nhỏ Phước Đức dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Chánh Giuse làm vị đã ân nhân của giáo họ mới qua đời bên Hoa Kỳ. Ông Chánh Giuse, như phần trước thánh lễ chúng ta đã được nghe một vị đại diện cho quý chức ban hình giáo cho công đoàn nhỏ họ phân ưu và sơ lược về tiểu sử cũng như công lao đóng góp của bản thân cụ cũng như gia đình của Chánh Giuse là người con của quê hương Triều Thông, giáo họ Phước Đức chúng ta. Vì thời cuộc cho nên đã phải rời quê hương, rời Lũy Tre Làng để rồi vào miền Nam. Và cũng vì thời cuộc mà rồi cũng lại tiếp tục xa tổ quốc thân yêu để đến với một nơi xa xôi, đó là bên Hoa Kỳ. Thông thường người ta nói rằng là xa mặt thì cách lòng. Thế nhưng đối với cụ Chánh Giuse không phải như vậy. Cứ nhìn vào cái công việc của cụ Giuse đã làm cho giáo xứ nói chung và đặc biệt là cho giáo họ Phước Đức đây thì quả thật không phải là xa mặt và cách lòng. Tuy rằng xa mặt, thế nhưng lòng của cụ Chánh vẫn hướng về với quê hương, với nơi quê cha đất tổ, và thể hiện cái việc đó bằng những việc làm cụ thể mà chúng ta đã được nghe một vị đại diện cho giáo họ đã nói đến tất cả. Nào là 300 bốn bao, hơn 300 chỉ vàng, nào là 67.000 USD, nào là 50 triệu tiền Việt Nam đồng để làm tòa vàng vân vân. Tôi ngồi trong một áo cũng nghe. Rồi ngoài vấn đề mà cụ hỗ trợ để giúp đỡ xây dựng kiến thiết các công trình của giáo họ đấy, thì còn quan tâm giúp đỡ đến những người già cả neo đơn và những hội đoàn cả vấn đề thiếu nhi vân vân. Như vậy tất cả những cái việc làm của cụ Chánh Giuse, chúng ta thấy một điều như vậy không phải là xa mặt mà cách lòng.
Mà nhìn vào những việc làm của cụ như vậy, chúng ta mới thấy là cái nỗi niềm của người con quê hương mà giờ đây không còn được ở bên cạnh những người thân thương, những người quê hương đồng bào của mình, phải ở một bên kia bán cầu. Cho nên chắc chắn nỗi lòng của đất khắc khoải về quê hương, về quê cha đất tổ, cho nên mới có những việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa như thế. Chính vì cái sự hy sinh, chính vì cái tấm lòng quảng đại, độ lượng, chính vì sự quan tâm, chính vì sự khắc khoải của cụ đối với quê hương, cho nên hôm nay khi Chúa đã gọi cụ về với Chúa, thì cộng đoàn giáo họ, giáo xứ không quên ơn cụ, thể hiện lòng biết ơn với cụ. Cộng đoàn giáo xứ, giáo họ đã có những vị đại diện cho giáo xứ, đã có những người đại diện cho giáo họ gọi điện sang bên Hoa Kỳ để chia buồn với con cháu tàn quyến, và đặc biệt hơn nữa để thể hiện lòng biết ơn đối với cụ Chánh. Hôm nay cộng đoàn hiệp chương thánh lễ trọng thể này là tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho cụ ăn quả thì nhớ người trồng cây là vậy. Ngày hôm nay chúng ta cộng đoàn cho họ chúng ta được như thế này, đó là nhờ phần lớn vào các vị ân nhân, trong đó có vị có cụ Chánh Giuse đây là một vị đại ân nhân. Và nói về cụ Chánh Giuse thì tôi được biết đúng là cha truyền con nối. Ngôi thánh đường giáo họ Phương Đức tọa lạc đây phát xuất từ cái mảnh đất tuy là nhỏ bé, đó là cung cố, đó là người thân sinh, là cụ Chánh đây, là cụ Cố Liễu giờ đây đang an nghỉ tại khuôn viên thánh đường này. Cụ Cố đã có công, đã hy sinh tài sản đất cát nhà mình để rồi thành lập nên, bắt đầu từ một ngôi nhà thờ nhỏ bé, và rồi cứ từ đó phát triển lên. Sau khi cụ Cố nằm xuống thì lại đến cụ Chánh và con cháu. Và tôi tin rằng với cái truyền thống tốt đẹp cha truyền con nối này, cho dù cụ Cố an nghỉ đây rồi đến cụ Chánh kinh đây, cho dù đã nhắm mắt xuôi tay về với Chúa, nhưng con cháu của cụ sẽ tiếp tục, sẽ tiếp nối cái công việc tốt đẹp đầy ý nghĩa của cha, sẽ tiếp tục còn làm những việc, còn có những hy sinh, còn có lòng quảng đại hơn nữa đối với giáo xứ và giáo họ quê hương Phương Đức. Giáo họ tổ chức thánh lễ này để nói đến lòng biết ơn của những người thụ ơn, của những người ăn quả đối với người trồng cây, đối với những người có công với giáo họ. Đây cũng là một việc làm thật là chính đáng, bởi vì chính khi biết ơn và tạ ơn thì Chúa sẽ tiếp tục đổ ơn khác cho chúng ta. Nhìn vào tất cả những công lao, những sự hy sinh, sự quảng đại của ông Chánh, của cụ Chánh, chắc chắn ai trong chúng ta cũng phải khâm phục. Thế nhưng cho dù cụ Chánh Giuse có hy sinh, có quảng đại
có làm biết bao nhiêu gương cử cao đẹp, nhưng chắc chắn với bản chất mộng giòn của con người, tôi tin rằng cũng không thể tránh khỏi những lầm lỗi, những thiếu sót. Vì thế giờ đây với lòng biết ơn và với thánh lễ Misa này, xin Chúa mở rộng bàn tay khoan hồng, tha thứ những lầm lỗi, những thiếu sót của cô và ân thưởng hạnh phúc nước trời cho cô, và xin Chúa tuân độ hậu ân phúc trên tam quyến con cháu mọi người được sự bình an, tiếp tục sống làm tôi thờ phượng kính mến Chúa và tiếp tục cái công việc tốt đẹp của cha ông, của tam quyến đã để lại, để rồi tiếp tục hướng về quê hương giáo xứ giáo họ. Kính mời các bạn đừng đứng lên dâng lời. Anh chị em thân mến, trong niềm tin vào Đức Kitô đã chết và sống lại để ban ơn cứu độ cho nhân loại, chúng ta cũng tha thiết dâng lời cầu xin. Chúa chính là nguồn sống và ơn phục sinh của chúng ta. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong hội thánh bên trên đi cho tôi lời để đường sống lại trong Đức Kitô. Chúa nuôi sống chúng ta bằng bánh bởi trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đang tìm lê sông được ơn đức tin để họ biết trong đời ngày kề chết sống lại và cuộc sống đời sau. Chúa đã sai thiên thần đến an ủi Đức Kitô khi người hấp hối. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương lau sạch nước mắt và nâng đỡ những ai đang đau buồn vì tan tâm, như Chúa đã an ủi tam quyến Lazaro. Chúa là Thiên Chúa kẻ sống và người chết, đã cho Đức Kitô sống lại nhờ xoay nguồn cứu độ qua thánh lễ này. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho linh hồn Giuse được hướng lòng Chúa xót thương và được sống bên Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Xin Chúa đã lấy nước mà thánh tẩy của Thánh Giuse, nay nhờ Đức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hòa. Xin mở lòng hoan dung, thánh tẩy của Thánh Giuse sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Chúa cùng nhân anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy
vọng sông lên và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã qua đời trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn giáo Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa. Thầy Chúa xin mặt trong lòng Đức Trinh Nữ, các thánh tông tổ, các thánh tư đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thế thân người dạy, chúng ta giao nguyện rằng: ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Ngày Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn lên đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đón thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Yên Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em đến chúc bình an cho con. Bao năm lo toan chờ đợi.
sinh, người hằng sống và kiên trì muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng xin Thiên Chúa hoàn ân là Cha và Con.